Chào mừng bà con quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển nhé. Hiện nay thì chăn nuôi trên đệm lót sinh học là rất là phổ biến và thường xuyên. Hôm nay chúng tôi xin mời bà con quay thăm một cái trại sử dụng cái biofarm này để làm cái đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ xem sự tiện dụng, lợi ích của biofarm mang lại cho gia trại cho nuôi gà ở đây nhé bà con. Xin mời bà con đi theo chúng tôi. Đây là không gian trại ngoài cánh đồng rất là đẹp này. Bà con có thể tham quan thêm cái mô hình. Đây là cái gói biofarm này bà con chú ý này. Đây chúng tôi đang dùng cho cái đàn gà 20 ngày tuổi rồi. Vậy khi dùng biofarm trong chăn nuôi gà thì nó có những cái lợi ích gì? Thứ nhất là gói biofarm, dùng biofarm trong đệm lót này nó sẽ xử lý được cái mùi hôi chuồng. Có nghĩa là khi các bạn dùng thì khi mình vào cái chuồng gà này, các bạn sẽ không ngửi thấy cái mùi hôi của chuồng. Thứ hai nữa là xử lý về cái lượng khí độc trong chuồng. Khi mà xử lý được khí độc trong chuồng ấy thì đàn gà sẽ rất là khỏe mạnh. Thứ ba nữa là các bạn sẽ tiết kiệm được cái nhân công trong vấn đề về xử lý đệm lót của chuồng. Và các bạn để ý nhé, đây là cái đàn 20 ngày rồi, gà rất là đẹp và chấu rất là tơi. Nó mình sẽ không cảm thấy phân ướt ở cái chuồng gà. Đấy, chúng tôi làm cái chấu rất là tơi. Đây bà con chú ý này, đấy, chân giữa gà này không thấy có phân này. Lông lá rất là sạch. Nếu mà chuồng làm đệm lót tốt ấy, thì là gà rất là sạch đấy. Vậy dùng cái biofarm này có khó không? Có khó không? Có nghĩa là thao tác nó có phức tạp không? Có phải nhất thiết và cái người nuôi lâu mới làm được không? Hay người mới nuôi cũng làm được? Thì chúng ta chú ý là dùng biofarm này rất là dễ làm. Rất là dễ làm. Đầu tiên khi các bạn trước khi mình thả gà đó, thì mình giải cái chấu này. Chấu này hiện nay nó khoảng 10 phân. 10 phân. 10 phân. Đấy. Thì sau khoảng gà nhỏ này thì các bạn lúc mà mình thả đây thì khoảng độ 10 ngày đi. Một tuần đến 10 ngày. Sau khi cái đàn gà nó ỉa nhiều phân trên cái chấu này rồi, nhiều phân trên chấu rồi, thì khi đó thì mình chỉ việc lấy cái biofarm này rắc đều bề mặt chấu là được. Và hiện nay thì sau một thời gian mà cái mùi nó bắt đầu lại có lại đấy, thì chúng tôi sẽ tiến hành rắc lại một lượt biofarm nữa. Anh em sẽ rắc thử lên cho bà con xem. Cái thao tác rắc vô cùng đơn giản. Cái này thì ai cũng làm được hết đấy. Chúng ta chú ý nhé. Đấy anh Thái anh đang rắc. Nếu như một gói biofarm này này, một gói biofarm này, bà con có thể rắc cho từ 50 đến 100 mét vuông chuồng. Sau khi rắc xong ấy thì chúng ta lấy cái cào chúng ta cào nhẹ trên bề mặt lên để cho trộn đều mới phân một chút. Đấy. Cái chuồng này rắc khoảng 250 đến 300 mét. Thì mỗi lần anh rắc khoảng mấy gói? Hai gói, 2 đến 3 gói. Vâng. Sau bao lâu thì mình rắc lại? Vâng, 1 đến 2 tháng thì chúng ta sẽ rắc lại một lượt. Khi mà cái mùi hôi nó nhiều đó thì bà con rắc lại. Có lấy cái gì đảo về mặt lên không? Lấy cào. Lấy cào à? Đây có cào không? Vâng, tí anh xong anh đảo lại nó đi. Cái này thì mỗi lần nuôi một lứa gà này thì cái đệm lót này dùng từ đầu lứa đến cuối lứa luôn hả? Đầu lứa đến cuối lứa. Và chúng ta chú ý nhé, cái đệm lót này chúng ta dùng được khoảng một, nếu làm tốt được khoảng 1 năm không? Được 1 năm à? Nhưng mà vẫn phải bổ sung cái men này á? 1 đến 2 tháng là bổ sung cái men này một lần hả? Đấy thì chúng ta chú ý nhé, là 1-2 tháng thì anh sẽ bổ sung một lượt cái men này. Và cái đệm lót này thì 1 năm không cần phải thay đệm lót đúng không? Không cần. Vâng. Đây, cảm ơn anh, chắc lần hôm nay chắc rắc cái thai gói này nhá. Ngửi thơm không? Thơm, mùi quế. Mùi quế thơm. Đấy thì chúng ta sẽ không có mùi phân nữa. Và khi làm cái đệm lót này bà con chú ý này. Cái vấn đề về không để mưa nước anh nhỉ? Đúng rồi. Không để khô quá. Không để ướt, không để khô quá. Không để ướt, nghĩa là mưa cái trường mái này bà con đừng để bị mưa ướt. Thế còn mấy cái chỗ mà cái máng uống thì sao? Có phải thay không? Thì thi thoảng phải thay đổi chỗ để cho nó đỡ ướt. Đấy thì máng uống là thỉnh thoảng phải đảo vào cái chỗ để máng uống để cho nó đỡ ướt. Một cái điều chú ý nữa mà rất nhiều người hướng dẫn bà con dùng đệm lót không nhắc bà con đó là đệm lót này nó rất là sinh nhiệt đúng không? Rất sinh nhiệt. Thì
Thì khi mà nuôi gà vào mùa hè đó thì chúng ta phải đặc biệt để ý vấn đề về chống nóng cho gà, đúng không? Đấy, chống nóng cho gà. Thì cái đệm lót giữa mùa hè và mùa đông thì nó có dày mỏng khác nhau không? Nó tùy theo chuồng. Tùy theo chuồng à? Tùy theo chuồng thì đa số làm cho con gà đẻ đâu, còn gà thịt thì không làm mấy. À. Gà thịt thì nó ít phân hơn. À. Đấy, với chấu nó mỏng hơn. À. Thì đa số làm cho con gà đẻ thôi. À. Khu vực Anh Thái thì đa phần làm cái đệm lót này cho gà đẻ. Gà đẻ. Thì nhưng mà vấn đề về chú ý chống nóng rất là quan trọng, đúng không anh? Cái khu này như là khu nó ỉa nhiều nhất hay sao? Cái này là nó hay ngủ vào ban đêm nhiều hơn. À, đấy, thì cái này nó nhiều phân nhất, anh đang tập trung anh ấy rắc ở đây đấy. Bình thường gà nó bới đã đều rồi nhỉ? Đúng rồi. Nếu mà để chấu lăng tơi này thì gà nó bới đã đều rồi. Còn nếu mà nó bệt bệt quá thì mới phải cào lên, đúng không? Vâng. Đấy, bình thường thì nếu mà nó chấu mà nó dùng cái men tốt mà nó tơi như này thì chắc là không phải cào bấy, gà nó đã bới rồi. Cuối năm cái chấu này nó mủn không? Có đấy. Men tốt đó nó mủn ra luôn nhỉ? Khi con men nó hoạt động thì nó sẽ mủn cái chấu đấy. Đấy. Mủn như cát. Anh Thái bảo khi con men nó hoạt động thì cái chấu này nó mủn như cát luôn. Mà nó không có mùi đâu nhỉ? Nó không có mùi. Không có mùi. Mà cái chấu này sau một đứa gà mà thu hoạch mà bán cho cái đội làm phân vi sinh cây cảnh thì rất là thích nhỉ? Được giá. Được giá. Nếu mà nó lớn lớn thế thì cái lượng chắc có phải nhiều hơn lúc nhỏ này không? Nó sẽ ít hơn, ít dần đi. Cái gì ít dần đi? À, cái lượng men này ra thì nó sẽ giảm dần từ sau. Bởi vì là trong cái lần này là nó có sẵn men rồi. À. Nước càng về sau thì cái trước là 3 gói, sau là chỉ cần 2 gói. Đúng rồi, giảm dần. À. Tôi nghĩ là lúc đó lớn lên nó ít nhiều thì rắc nhiều. À, lúc đấy cái con men ở dưới lần này là nó hoạt động rồi. À, lúc ở dưới men này nó có men tốt này, nó dưới nó có vi sinh vật rồi, đúng không? Vi sinh vật rồi thì nó tự hoạt động phân luôn. Vâng. Chắc còn là bổ sung những cái chỗ mà nó bị dí lại luôn. Vâng. Để mà cào tới đều ra lại. Vâng. Đấy, bà con chú ý lúc đầu mình có thể chi phí nó hơi nhiều một chút thì 250m² là khoảng 3 gói, sau này chỉ cần 2 gói và cuối cùng mình chắc chỉ cần gói nhỉ. Đấy thì càng dần thì càng ít. Vâng. Đấy, và mà chăn nuôi trên cái nền chấu sạch này rất là nhìn nè, lông lá rất là sạch, không thấy có chân cũng không thấy có phân này, đúng không? Chân gà này cũng không thấy có phân, lông lá cũng không thấy dính bết phân gì cả, rất là sạch. Các bạn chú ý cố gắng làm cái này nhá, rất dễ làm, tiện dụng mà chi phí nó cũng không cao đâu, chi phí rất là thấp. Về nay thì cái sự lựa chọn cái sản phẩm men này cũng rất là nhiều, thì chúng tôi cũng rất hy vọng là bà con nếu mà có quan tâm thì bà con hãy sử dụng cái Biofarm này vì nó vô cùng là tiện dụng, vô cùng dễ dùng. Và nay thì có mùi thơm của quế đó thì nó sẽ rất là phù hợp đối với bà con chăn nuôi gà. Anh hướng dẫn bà con dùng cái này nhiều tí nhá. Rồi, cảm ơn cho anh Thái nhiều. Đấy thì bà con để ý nhá, đấy chuồng đấy. Rất là đẹp. Và nhớ là mùa hè nóng thì chúng ta phải chú ý cái chống nóng và để thông thoáng, nhất là cái đàn gà đẻ mà nuôi quy mô nhỉ. Phải quạt gió thứ đầy đủ, đúng không? Quạt gió đầy đủ, nhớ đặc biệt cái chống nóng trong khi mà miền Bắc mình ấy, nó có cái mùa hè nắng thì chú ý cái chống nóng khi mà sử dụng cái đệm lót này nha bà con. Cái hai nữa là mưa là không được để cái đệm lót này nó không được để ướt đâu, không để ướt. Thứ ba nữa là mấy cái chỗ máng uống ấy, núm mua máng kê cái máng uống đấy, chúng ta đảo vị trí đi, đừng để mãi một chỗ, chúng ta đảo đi để cho nó ướt, đúng không? Đấy, đảo đi cho nó ướt. Có mấy cái chú ý đó thôi, thì bà con khi sử dụng cái Biofarm bà con để ý giúp chúng tôi. Và chúng tôi rất mong bà con ai mà chăn nuôi lâu rồi đấy, có kinh nghiệm làm cái đệm lót này, bà con hãy comment ở phía bên dưới video, góp ý cho tất cả mọi người cùng xem, cùng học tập. Thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn bà con và xin hẹn gặp lại bà con ở những cái video tiếp theo của Dr. Vet. Và xin chào tạm biệt.